Kính thưa quý vị và các đồng chí, xe tăng ra đời dẫn tới sự phát triển của các loại súng tên lửa chống tăng, máy bay chiến đấu ra đời dẫn tới sự phát triển của các hệ thống phòng không. Sự phát triển của các loại vũ khí thường diễn theo quy luật mâu và thuẫn. Một vũ khí mới hơn ra đời và phát triển thường là để khắc chế vũ khí có trước đó. Đó là sự phát triển theo mô hình đối kháng triệt tiêu của một cuộc đấu quyền anh. Tuy nhiên, lịch sử vũ khí cũng ghi nhận những trường hợp mà sự ra đời và phát triển của các loại vũ khí thường là những vũ khí cùng phân loại, là cuộc ganh đua theo mô hình chạy đua marathon. Sự phát triển của hai loại súng trường tấn công AK-47 và M16 có thể coi là một ví dụ điển hình. Bằng chương trình thử nghiệm thực tế, những người thực hiện chương trình Radar TV cùng cán bộ từ trường sĩ quan lục quân 1, trung tâm huấn luyện Miếu Môn và các cộng tác viên sẽ cố gắng làm sáng tỏ nhận định trên và mang tới những thông tin thú vị cho quý vị và các đồng chí. Thế nhưng trước hết chúng ta hãy cùng tìm hiểu súng trường tấn công là gì. Chiến tranh tồn tại một quy luật, nhanh hơn sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Vì vậy, nâng cao tốc độ bắn của hỏa khí là một trong những mối quan tâm thường trực của các nhà kỹ thuật quân sự. Từ những khẩu súng hỏa mai nạp đạn đầu nòng cho tới những khẩu súng máy có thể tạo ra cả bức tường đạn trong tích tắc, tốc độ bắn của các loại hỏa khí lần lượt vượt qua nhiều giới hạn. Trong hành trình đó, không thể không kể tới súng trường tiến công, một nhánh vũ khí có khởi nguồn từ những mong muốn mang lại đôi chân cho những khẩu súng liên thanh đầu tiên. Xuất hiện từ thế kỷ 18-19, các khẩu súng như Gatling rồi Maxim có thể bắn ra hàng trăm viên đạn trong vòng 1 phút. Thế nhưng, do trọng lượng quá nặng nề, khó cơ động, những khẩu súng này chỉ được dùng trong phòng thủ. Các đợt tiến công của bộ binh vẫn dùng súng trường bắn phát một. Đầu thế kỷ 20, các thiết kế súng máy hạng nhẹ và sau này là súng tiểu liên xuất hiện, đáp ứng hai yêu cầu: khả năng cơ động và tốc độ bắn nhanh. Thế nhưng các khẩu súng tiểu liên sử dụng loại đạn có chiều dài ngắn hơn đạn súng trường. Vì vậy, sở tốc đầu đạn và tầm bắn hiệu quả của súng tiểu liên thua xa súng trường. Lý do là các nhà thiết kế mới chỉ giải quyết vấn đề nâng cao tốc độ bắn và khả năng cơ động mà chưa chú trọng tầm bắn xa. Tới hết chiến tranh thế giới thứ hai, vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của nhiều quân đội bao gồm cả súng trường và súng tiểu liên. Nhu cầu đơn giản hóa trang bị và yêu cầu về một loại hỏa khí mới có tầm bắn uy lực như của súng trường và tốc độ bắn nhanh như súng tiểu liên dẫn tới sự phát triển của súng trường tiến công, còn được gọi là súng trường tấn công hay súng trường xung kích, được cụ thể hóa bằng các tiêu chuẩn. Thao tác bắn với súng như súng trường, súng có nhiều chế độ bắn, tự động và bán tự động, đạn uy lực trung bình, sử dụng hộp tiếp đạn rời, súng có tầm bắn hiệu quả từ 400m trở lên. Một khẩu súng như vậy thực tế đã sớm xuất hiện, đó là súng trường tự động Fedorov do nhà thiết kế Vladimir Fyodorov người Nga giới thiệu từ năm 1915. Tuy nhiên, do những biến động lịch sử và bản thân thiết kế này còn phức tạp, chi phí sản xuất cao nên súng Fedorov chỉ chế tạo khoảng 3.200 khẩu. Cuối chiến tranh thế giới thứ hai, các kỹ sư Đức thiết kế khẩu STG-44, người Đức tự gọi đây là súng trường tiến công. STG trong tên súng là viết tắt của cụm từ Sturmgewehr, nghĩa là súng trường bão hay súng trường tiến công. Tuy nhiên, STG-44 không đáp ứng nhiều tiêu chí của súng trường tiến công thực sự, súng chỉ bắn ở chế độ tự động, sử dụng đạn ngắn. Vì vậy, STG-44 còn có tên khác là MP-44, với MP là viết tắt của cụm từ Machine Pistol, nghĩa là súng tiểu liên. Súng trường tiến công thực sự đầu tiên được đưa vào trang bị trong vai trò vũ khí bộ binh tiêu chuẩn là AK-47 do Mikhail Kalashnikov, người Liên Xô thiết kế. Đây là thông số kỹ thuật chính của AK-47, một thiết kế súng trường tiến công thực sự. Thao tác bắn như với súng trường: sử dụng hộp tiếp đạn có thể tháo rời, súng có nhiều chế độ bắn, đạn uy lực trung bình, súng có tầm bắn hiệu quả từ 400m trở lên. Để được công nhận và phê duyệt trở thành vũ khí bộ binh tiêu chuẩn, thiết kế của AK-47 đã trải qua cuộc cạnh tranh gay go với nhiều thiết kế khác trong cuộc thi do Cục Quản lý Pháo binh, Bộ Quốc phòng Liên Xô tổ chức. Đối thủ của AK-47 gồm có các mẫu AS-44 của Sudayev, AB-47 của Bulkin, AD-47 của Dementiev.
Trong thử nghiệm, AK-47 xếp cuối cùng về độ chính xác, nhưng khẩu súng lại được lựa chọn bởi quân đội Liên Xô quyết định sẽ tốt hơn nếu có một vũ khí tuy không thực sự chính xác nhưng có độ bền và độ tin cậy cao trong sử dụng. Được lựa chọn từ năm 1947, trải qua một số sửa đổi phù hợp với quy trình sản xuất hàng loạt, đến năm 1949, AK-47 trở thành vũ khí bộ binh tiêu chuẩn trang bị cho quân đội Liên Xô. Năm 1947, năm mà AK-47 được lựa chọn cũng là năm đánh dấu việc Mỹ khơi mào chiến tranh lạnh. Thời kỳ này, Mỹ tập trung khá nhiều vào các vũ khí hạng nặng cho kế hoạch bành trướng toàn cầu. Đối với súng bộ binh, Mỹ vẫn hài lòng với khẩu M1 Garand vốn rất thành công trong chiến tranh thế giới thứ hai. Dù vậy, quân đội Mỹ cũng để ý tới xu hướng phát triển súng trường tiến công với thiết kế M14 phát triển từ M1 Garand. M14 là một khẩu súng có tính năng kỹ chiến thuật đáng nể. Tuy nhiên, M14 không phải là một mẫu súng thành công. Trọng lượng của súng khá nặng, súng dài và rất khó xoay sở. Cuộc chiến Triều Tiên đã cho thấy, dù có uy lực mạnh, tầm bắn xa, tốc độ bắn khá cao, nhưng M14 không mang lại hiệu quả trước chiến thuật dựa vào quân số đông đảo. Quân đội Mỹ cần một mẫu súng có trọng lượng nhẹ, bắn chính xác và đặc biệt phải có tốc độ bắn cực nhanh, gánh vác nhiệm vụ mà M14 không thể thực hiện. Nắm bắt nhu cầu này, từ năm 1956, nhà thiết kế Eugene Stoner của công ty Armalite đã nghiên cứu thiết kế mẫu AR-15. Tới tháng 2 năm 1958, Hội đồng Bộ binh Quân đội Mỹ đã so sánh AR-15 và M14 tại Trung tâm Huấn luyện Fort Benning, bang Georgia, nước Mỹ. Các thử nghiệm cho thấy AR-15 là vũ khí có thể thay thế cho M14. Từ năm 1959, AR-15 được chấp nhận đưa vào sản xuất. Cũng trong năm này, công ty Armalite đã bán thiết kế AR-15 cho hãng Colt. Trải qua nhiều lần đánh giá so sánh giữa AR-15 và M14, tới tháng 1 năm 1963, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc bấy giờ là Robert McNamara ra lệnh ngừng sản xuất M14 và chấp nhận AR-15. Kể từ khi được lựa chọn, AR-15 được sửa đổi và thông qua với tên gọi M16. Trong đó, mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên của họ súng này là súng trường tiến công M16A1. Đó là lý do những người thực hiện chương trình sử dụng cả hai cách gọi AR-15 và M16A1 trong bộ phim này. Như vậy, rõ ràng trong cuộc đua giữa AK-47 và M16 thì M16 đã xuất phát chậm hơn đối thủ. Phải chăng chậm sẽ chắc, độ lùi gần một thập kỷ sẽ giúp thiết kế M16 vượt trội hơn so với AK-47. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo của bộ phim, bắt đầu bằng việc tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của những khẩu súng trên. Với mục đích đánh giá hai mẫu súng AK-47 và M16A1 một cách khách quan, Radar TV có mời hai cộng tác viên tham gia chương trình trong vai trò nhân vật trải nghiệm. Họ sẽ là người đưa ra các bình luận, đánh giá về hai mẫu súng từ góc nhìn của những người chưa qua huấn luyện quân sự. Cộng tác viên Nguyễn An Thái, sinh năm 1987, hiện công tác tại Viện Công nghệ Xã hiếm. Cộng tác viên Trần Văn Minh, sinh năm 1991, hiện theo học ngành truyền thông Đại học Quốc tế RMIT. Ngoài công việc chính, hai cộng tác viên đều tham gia biên dịch, viết bài cộng tác với một số đơn vị báo chí trong mảng quân sự quốc phòng. Trở lại với nhiệm vụ tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động của súng, một trong những cách trực quan sinh động là tìm hiểu cách tháo lắp súng. Qua sự hướng dẫn của các cán bộ trường sĩ quan lục quân 1, hai cộng tác viên sẽ học cách tháo lắp hai loại súng AK-47 và M16A1. Sau đó, họ sẽ tham gia thực hiện bài tháo lắp hai mẫu súng này và chia sẻ những cảm nghĩ đầu tiên về hai mẫu súng. Trong bài tháo lắp này, cộng tác viên Trần Văn Minh sẽ tháo lắp súng AK-47, cộng tác viên Nguyễn An Thái sẽ tháo lắp súng M16A1. Trong tháo lắp thông thường, với cả hai loại súng AK-47 và M16A1, người tháo lắp phải tháo một số bộ phận chính như hộp tiếp đạn, khóa nòng, bệ khóa nòng, kim hỏa, ốp lót tay. Không có chênh lệch lớn về số lượng các bộ phận được tháo lắp ở hai loại súng. Có rất nhiều lý do để người lính buộc phải thành thạo việc tháo lắp súng. Tháo lắp để kiểm tra chuyển động của súng, lau chùi, bảo quản để làm sạch súng khỏi bụi bẩn và các chất oxit do thuốc súng tạo ra. Tùy vào nhiều lý do mà có những mức tháo lắp khác nhau.
có yêu cầu tháo lắp các bộ phận chuyển động của súng để lau chùi, bảo quản, nhưng cũng có lúc phải tháo lắp hầu hết các bộ phận của súng để thay thế sửa chữa. Chiến đấu trên chiến trường có thể nảy sinh những tình huống súng bị hỏng, kẹt. Người lính phải biết tháo lắp để thay thế các bộ phận hỏng hóc. Kỹ năng này trở thành một điều kiện sống còn. Người lính không chỉ cần biết tháo lắp mà còn phải rèn luyện để tháo lắp nhanh nhất có thể. Tháo lắp súng nhanh trở thành một nội dung thi thú vị trong huấn luyện quân sự các cấp. Tốc độ tháo lắp phụ thuộc vào số bộ phận, thao tác, nhưng đặc biệt quan trọng là sự rèn luyện của người lính. Vừa được hướng dẫn trong một thời gian ngắn và chưa tập luyện thật nhiều, các động tác tháo lắp của các cộng tác viên còn lúng túng. Việc thao tác và trình tự thực hiện có thể còn chưa đúng quy định. Tuy vậy, họ cũng hoàn thành bài thi và có đánh giá của riêng mình về các bộ phận của hai khẩu súng. Sau khi tháo lắp cả hai loại súng AK-M16, theo quan điểm của tôi, các chi tiết của súng AK thường được chế tạo rất lớn và như thế là nó rất khó để rơi mất và rất là dễ nhận biết. Như các bạn có thể thấy ở đây là bệ khóa nằm cùng thoi đẩy, nó có kích thước rất là lớn. So với những chi tiết tương đồng của M16 thì nó có phần lớn hơn. Và theo tôi thì với cảm nhận của riêng tôi thì khi tháo lắp những chi tiết lớn như thế này thì chúng ta có thể cảm nhận đôi tay mình rất là rõ và chúng ta hoàn toàn có thể dùng lực chứ không cần phải đến những cái độ chính xác rất là tỉ mỉ cao. Ngược lại với súng M16, các chi tiết, một số chi tiết rất nhỏ như kim hỏa hoặc chốt giữ kim hỏa, những chi tiết nhỏ thế này rất dễ bị thất lạc. Chúng rất là bé và nó đòi hỏi chúng ta phải rất là tinh mắt, cũng như phải khi chúng ta tháo thì chúng ta phải rất chính xác. Thì như vậy nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và có lẽ cần sự luyện tập rất là lớn để có thể thành thục. Qua hoạt động tháo lắp, các cộng tác viên đã bước đầu làm quen với các bộ phận của hai mẫu súng AK-47 và M16A1. Trong quá trình tác xạ, sự chuyển động và kết hợp chuyển động của các bộ phận này sẽ đưa viên đạn từ hộp tiếp đạn vào buồng đạn, điểm hỏa và sau đó hất vỏ đạn ra ngoài để nạp đạn tự động. Các nhà thiết kế của AK-47 và M16 đều dựa vào nguyên lý trích khí, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt đáng kể ở đây. Về cái phần nguyên lý chuyển động của M16 và AK-47 thì cái nguyên lý đầu tiên đều là giống nhau, dựa trên nguyên lý trích một phần khí thuốc qua thành dòng súng để làm chuyển động các phần của súng. Tuy nhiên đối với AK-47 thì khí thuốc được đập vào mặt thoi, vì vậy là cái lượng khí thuốc khi truyền qua lỗ chức khí thuốc thì nó sẽ được phụt ra ngoài ngay ở phần đầu của ống lọc tay và ống dẫn thoi. Còn đối với súng M16 thì cái lượng khí thuốc lại được dẫn qua ống dẫn khí thuốc và truyền vào ổ nén khí thuốc ở phần khóa nòng. Vì vậy cái lượng khí thuốc nó phụt trực tiếp vào bộ phận khóa nòng và làm cho cái muội thuốc nó dính ở trên phần khóa nòng. Đối với M16 sẽ hay dẫn tới hiện tượng là bị hỏng hóc và bị kẹt chính do muội thuốc nó bám ở trên khóa nòng. Vì vậy đối với M16 phải đòi hỏi cái quá trình lau chùi bảo quản thường xuyên và tỉ mỉ hơn AK. Trong chiến tranh Việt Nam, hiện tượng kẹt đạn của M16 trở thành vấn nạn đối với quân đội Mỹ. Trong một cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 1967 cho kết quả, 80% trong số gần 1.600 lính Mỹ được hỏi đều gặp phải tình huống kẹt đạn khi chiến đấu với M16. Ngoài khác biệt cơ bản trên, giữa hai khẩu súng còn nhiều điểm khác biệt khác, góp phần hình thành nên đặc trưng của từng loại súng. Chế tạo thì đối với AK thì chủ yếu sử dụng bằng thép và bằng gỗ, còn đối với M16 thì chủ yếu là sử dụng bằng hợp kim nhôm và sử dụng bằng các loại nhựa cứng. Cái độ bền vững về vật lý cơ học của AK-47 là đảm bảo được độ bền cao hơn đối với M16 và chịu được những sự va đập, có thể sử dụng trong quá trình chiến đấu như đánh gần, động tác như đâm lê hoặc đánh báng, sử dụng rất là tốt. Bằng những đánh giá của các chuyên gia và các cộng tác viên của chương trình, chúng ta có thể thấy qua một số ưu nhược điểm của thiết kế và nguyên lý hoạt động hai mẫu súng AK-47 và M16. Thế nhưng, như các triết gia đã từng phát biểu, mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi, hay thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý. Chúng ta chỉ có thể có những đánh giá khách quan dựa vào những hoạt động thực nghiệm. Đây là những thông số kỹ chiến thuật của hai súng AK-47 và M16A1 do nhà chế tạo công bố. Chỉ dựa vào thông số có thể thấy M16A1 nhẹ hơn, bắn nhanh hơn, sở tốc đầu đạn lớn hơn, tầm bắn hiệu quả xa hơn so với AK-47. Tuy nhiên, khả năng thực sự của mỗi khẩu súng không bị giới hạn bởi những con số này.
bên cạnh tốc độ bắn lý thuyết. Để đánh giá một khẩu súng, các nhà kỹ thuật quân sự còn tính tốc độ bắn chiến đấu thông qua các bài bắn tính năng. Trong vòng 1 phút, ở cự ly 100m, xạ thủ phải bắn nhiều đạn nhất có thể và tỷ lệ trúng bia phải là 80%. M16 A1 có tốc độ bắn lý thuyết nhanh hơn AK-47 nhờ áp dụng cơ chế trích khí trực tiếp, đồng thời sử dụng vật liệu nhẹ chế tạo khối lùi. Nhưng do dùng hộp tiếp đạn ít hơn 10 viên so với loại của AK-47 và đặc biệt phải giữ nòng súng không được quá nóng, nên trong các bài bắn tính năng, tốc độ bắn chiến đấu của M16 A1 và AK-47 gần tương đương nhau. M16 A1 khoảng 90 phát một phút, còn AK-47 là 100 phát một phút. Một bài bắn tính năng không chỉ để đánh giá khẩu súng mà còn đánh giá cả xạ thủ. Với những xạ thủ được đào tạo tốt, nắm vững yếu lĩnh, có kinh nghiệm có thể bắn vượt tính năng của súng. Khoa bắn súng trường sĩ quan lục quân 1 ghi nhận, nhiều trường hợp xạ thủ AK-47 đạt được tốc độ bắn 120 phát một phút, thậm chí lên đến 150 phát một phút. Trên chiến trường, một khẩu súng chỉ có thể được coi là hỏa khí khi có đạn. Viên đạn có vai trò cuối cùng trong việc tiêu diệt kẻ địch. Thế nhưng, súng và đạn không thể tự chiến đấu mà phải có xạ thủ. Để minh họa cho mối quan hệ súng, đạn và xạ thủ, cũng như đánh giá uy lực thực sự của AK-47 và M16 A1, những người thực hiện chương trình quyết định tổ chức bài bắn với sự trải nghiệm của hai cộng tác viên. Yêu cầu của bài bắn là các cộng tác viên lần lượt sử dụng cả hai loại súng bắn các cụm mục tiêu ở hai chế độ, tự động và bắn tự động. Khi có khẩu lệnh, các bạn sẽ được mở. Do các cộng tác viên chỉ được hướng dẫn trong thời gian ngắn, chưa được luyện tập nhiều, nên những người thực hiện chương trình quyết định không sử dụng bia bắn tiêu chuẩn mà dùng bia tự tạo có kích thước lớn hơn. Ở mỗi lượt bắn trong chế độ tự động, các cộng tác viên được bắn loạt 5 viên. Ở chế độ bắn tự động với khẩu M16, do tốc độ bắn quá nhanh cho nên tôi đã không kịp điều chỉnh và như thế chỉ có viên đạn đầu là trúng bia. Với súng AK, thật sự sức giật của nó rất đáng nể và tôi cho rằng là kiểm soát khẩu súng ở chế độ bắn tự động ở tư thế cầm này là rất khó. Kết quả như các bạn thấy, trong 5 viên đạn thì tôi chỉ bắn trúng bia có 1 viên thôi. Trong quá trình sử dụng hai loại súng này thì tôi thấy rằng là súng tiểu liên AK có sức giật mạnh hơn súng M16. Bởi vì các đồng chí biết bắn súng tiểu liên AK có độ trách phù hợp với góc độ của người bắn. Còn súng M16 bắn súng có là cấu tạo là thẳng với trục nòng súng. Vì vậy trong quá trình bắn là góc nảy cũng như là sức giật của súng M16 nhỏ hơn súng tiểu liên AK. Tuy nhiên trong quá trình huấn luyện thì phải tăng cường huấn luyện cho người sử dụng súng. Tích cực luyện tập sẽ làm cho cái hiện tượng sức nảy và sức giật của súng tiểu liên AK giảm đi rất đáng kể. Ở bài bắn tiếp theo, các cộng tác viên bắn 10 mục tiêu với 20 viên đạn ở chế độ bắn tự động. Với súng M16 thì tôi bắn các mục tiêu đơn lẻ khá là dễ dàng, với cái cơ cấu lỗ ngắm giúp cho tôi có thể tập trung rất tốt vào mục tiêu.
Tuy nhiên thì cái lỗ ngắm này lại có một cái nhược điểm mà theo tôi, khi tôi bắn với nhiều mục tiêu khác nhau và tôi phải chuyển đường ngắm, thay đổi đường ngắm, thì cái lỗ ngắm kín của M16 làm cho tôi thậm chí phải rời mắt ra khỏi đường ngắm mình đang có thể đi tìm mục tiêu và sau đó lại lấy lại đường ngắm. Thì cái thao tác này không những mất thời gian mà theo tôi còn ảnh hưởng đến độ chính xác tương đối, và khiến cho một người không chuyên nghiệp như tôi gặp thấy đây là một vấn đề rất là lớn. Thì qua cái thực tế các bạn bắn hai bài bắn vừa rồi là thì đánh giá sơ bộ ban đầu thì như vậy là các bạn là thực hiện tư thế động tác và cái kết quả bắn thì sơ bộ bước đầu như thế là tương đối tốt. Bạn Thái có những viên là khi bạn lấy được đường ngắm rồi nhưng cái tay của bạn xử lý chưa tốt, bóp đột ngột giật cục nên là những cái viên đạn nó bị gục. Đối với bạn Minh thì những cái viên đầu thì cũng tương đối là tốt. Thế tuy nhiên về cái tư thế của bạn Minh, tư thế bắn của bạn Minh là nó chưa phù hợp, thì đây cũng là một cái trải nghiệm rất tốt đối với hai bạn. Thì để một trở thành thực sự là một xạ thủ và đáp ứng được yêu cầu thì cần phải qua quá trình rèn luyện rất nhiều. Quá trình rèn luyện đó là phải thực hiện tốt bằng chắc đều bền trong quá trình giữ súng, kết hợp chặt chẽ giữa ngắm bắn, giữ súng và bóp cò. Bằng đó là phải mặt súng phải thăng bằng, lực giữ súng phải bằng nhau, lực giữ súng bắn các phát bắn, các loạt bắn phải bằng nhau, và chắc thì là phải giữ súng chắc chắn. Đấy. Người và súng phải thành một khối vững chắc. Đấy. Và đều thì phải thực hiện các phát bắn đều nhau, lực giữ súng đều nhau và bóp cò êm đều. Bền là phải thể hiện sự độ bền, lực giữ súng, lực bóp cò cũng như là khả năng ngắm bắn đối với các phát bắn, loạt bắn là bền là trong suốt quá trình thực hiện là một loạt bắn hoặc là một đợt bắn. Như vậy, để có một phát bắn hiệu quả, chỉ khẩu súng thôi là chưa đủ mà còn cần kỹ năng tác xạ. Vậy mới có câu vũ khí chỉ là sắt, người lính mới là thép. Trở lại với một trong những mục đích tổ chức bài bắn là để đánh giá uy lực của súng AK-47 và M16 thông qua phân tích về vết đạn trên mục tiêu. Trong quá trình ra đời, AK-47 được thiết kế để sử dụng cỡ đạn 7.62x39 ly, vốn là đạn súng trường có sẵn trong kho đạn của quân đội Liên Xô. Đạn AK-47 có chức súng. Còn với M16, các nhà thiết kế chủ động chế tạo mẫu súng mới, sử dụng cỡ đạn mới là 5.56x45 ly. Đạn cỡ 5.56 vốn là cỡ đạn dùng cho súng săn hoặc súng thi đấu thể thao. Vì vậy, khi mới trang bị, M16 bị chê là nhóc con vì lính Mỹ vốn ưa chuộng cỡ đạn 7.62 ly của súng trường. Sự chế giễu hẳn có lý khi nhìn vào những hình ảnh này. Qua quan sát bằng mắt thường thôi thì chúng ta thấy được đối với lại súng AR-15 đấy, ở cái điều kiện như nhau thì đây là chúng ta quan sát vết vào của đầu đạn. Đây vết ra đấy, và vết vào thì nó cũng nhỏ, vết ra cũng về cái độ phá của nó là ở mức độ vừa phải. Thế còn các bạn so sánh thực tế đây, đối với lại súng AK-47 thì qua bằng mắt thường đây, đầu đạn vào thì ngay cái cửa vào của đối với súng AK-47 nó đã rộng hơn so với súng AR-15. Thế nhưng mà so với cửa ra của cái đầu đạn ra của AK-47 thì nó khác biệt hoàn toàn, các bạn thấy. Như vậy là đã khẳng định được đối với súng AK-47 và súng AR-15 thì tính sát thương của AK-47 ở cái điều kiện tập như nhau, điều kiện chiến đấu như nhau thì AK-47 tính sát thương lớn hơn rất nhiều lần so với lại súng AR-15. Vậy là rõ ràng, đạn của AK-47 uy lực hơn hẳn M16A1 về khả năng sát thương. Tuy nhiên, sự so sánh này cũng cần cân nhắc tới yêu cầu chiến thuật của mỗi bên trong chiến tranh.
Kể từ khi ra đời, thiết kế của AK-47 và M16 không ngừng được sửa đổi, cải tiến, hiện đại hóa theo dòng thời gian. Có những thay đổi nhỏ giúp người lính tiện lợi hơn trong chiến đấu, nhưng quan trọng hơn là những cải tiến giúp khắc phục nhược điểm cố hữu của súng. Biến thể hiện đại hóa AKM của AK-47 dùng góc vát đầu nòng giảm lực nảy ở mũi phát bắn. Súng có bộ phận giảm tốc giúp cân bằng súng tốt hơn, giảm độ tản mát khi bắn ở chế độ tự động. Các biến thể sau của M16A1, nòng súng dày hơn, chống hiện tượng uốn cong nòng khi bắn ở chế độ tự động. Thêm chế độ bắn 3-1, giúp tiết kiệm đạn và đối phó với chiến thuật chiến tranh du kích. Thế nhưng, phải tới mẫu M4A1 thay đổi hẳn cơ cấu trích khí mới giải quyết được vấn đề kẹt đạn của súng. Sang thế kỷ mới, ngày càng có thêm nhiều biến thể của hai dòng súng xuất hiện, cùng với nhiều thiết kế súng trường tiến công khác. Báng súng vừa rút vừa gấp, hộp tiếp đạn trong, thanh dây gắn phụ kiện, kính ngắm quang học dùng cáp quang thắp sáng điểm ngắm, đệm tì báng súng, móc kéo hộp tiếp đạn. Ngày càng có thêm nhiều cải tiến lớn nhỏ giúp nâng cao hiệu quả chiến đấu của người lính. Thế nhưng về bản chất, đây mới chỉ là những bước chuyển về lượng. Khoảng một thế kỷ qua, các nguyên tắc thiết kế súng và đạn hầu như chưa có sự biến đổi về chất. Bằng sự rèn luyện và chiến thuật hợp lý, có thể bù đắp sự chênh lệch do công nghệ mới tạo ra. Vì vậy, cùng với việc tìm hiểu, thử nghiệm những vũ khí trang bị mới phù hợp với xu hướng hiện đại, thực hiện tốt công tác huấn luyện, rèn cán, chỉnh quân luôn là một nhiệm vụ quan trọng. Từ sự hướng dẫn đánh giá của cán bộ từ trường sĩ quan lục quân 1, trung tâm huấn luyện Miếu Môn và cả những trải nghiệm chia sẻ của các cộng tác viên, chúng ta đã trải nghiệm hành trình tìm hiểu về hai mẫu súng trường tấn công danh tiếng trên thế giới. Cuộc đối đầu giữa AK-47 và M16 luôn là đề tài gây tranh cãi trong kỹ thuật quân sự và chắc chắn sẽ còn được nhắc tới trong nhiều chương trình khác. Cùng với đó, chúng ta cũng chứng kiến những xu thế mới của vũ khí bộ binh cá nhân. Quá trình sẽ hứa hẹn xuất hiện những công nghệ mới mẻ giúp cải thiện hiệu quả chiến đấu trên chiến trường của người lính. Tuy nhiên, vẫn luôn tồn tại một quan điểm mà rất nhiều lực lượng vũ trang trên thế giới ghi nhận. Vũ khí chỉ là sắt, người lính mới là thép. Vũ khí chỉ phát huy hiệu quả chiến đấu cao nhất khi ở trong tay những người lính được đào tạo tốt, có tinh thần và lý tưởng chiến đấu cao đẹp. Tới đây, câu chuyện về cuộc đối đầu giữa AK-47 và M16 đã tạm kết thúc. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.